Ten. Chào bạn Thuận, bạn Luật nha. Thầy chào em. Ta chờ một à thầy chào Vũ Huy. Ta chờ mấy phút. Các cái bài làm của các bạn này hiện nay thì đã có khá nhiều test cái tập bài quy động của lớp nâng cao. Mọi người áp bài lên rất nhiệt tình. Thầy chào Trường Sơn nhé. Đấy, mọi người nộp test lên rất nhiệt tình, những cái bài khó như bài Tây Đông rồi những bài quy động người cũng đọc lên. Hôm nay thì thầy trò mình sẽ tích cực giải quyết các cái bài tập quy động cho nó trọn gói sau đó trước khi thầy trò mình chuyển sang cái nội dung kế tiếp. Theo cái khung chương trình thì mình chỉ có 5 buổi về quy hành động thôi. Tuy nhiên thì cái lượng bài quy động nó nhiều quá, thực tế là nó rất nhiều, nên thầy trò mình sẽ hôm nay sẽ cố gắng đánh chén được càng nhiều càng tốt nhé. Sau cái chủ đề quy động này có những cái bài tập làm thêm thì các em có thể có đề đấy, các em làm thêm nộp test và thầy sẽ up test nộp của mọi người cùng với test của thầy để chấm được các cái bài tập này. Ta chờ một vài phút nữa đợi mọi người vào để ta tiếp tục cái chủ đề quy hành động cơ bản và nâng cao. Thực tế thì một khi đã lập trình ý, mà dính vào các cái bài mà về áp dụng phương pháp quy hành động để giải quyết tối ưu bài toán ý, thì chắc chắn nó đã là nâng cao rồi chứ không phải là các bài toán lập trình cơ bản nữa, nên ta gọi nó quy hành động cơ bản và nâng cao thì nó cũng gọi là đúng một phần đấy, chủ yếu nó bản chất của nó là nâng cao rồi. À, vào thoải mái Thuận nhé, vào bao nhiêu chiếc cũng được. Phòng Zoom của mình open mà. Vào thoải mái. Kiểu giống như các bạn ở trong lớp này, có khi cần xe thì có cái máy thì để cốt, có máy thì để nghe tiếng, xem hình, có cái máy thì để quay cam. Vui là chính. À. Cái máy chụp ảnh. Điểm danh để cho các bạn vào học đúng giờ. Cô Nhung đang cười gì đây? Hôm nay thì có bạn Dự, bạn bị ốm, thế bạn nhắn tin xin nghỉ, còn lại các bạn khác thì ta sẽ học đầy đủ. Thôi thôi, tranh thủ nó tắt rồi thì ta sẽ bắt đầu luôn. Trong lúc mọi người đang trên đường vào thì chúng ta bắt đầu kẻo muộn mất. Rồi thế bạn nào nhắn tin xin nghỉ? À, có bạn nào nhắn tin bị trùng lịch à, phát à, buồn ghê. Rồi, phát xem lại video bài giảng vậy. Thì ở trong cái chương trình của chúng ta thì cái nội dung quy hành động thì ta sẽ trong giới hạn trong 5 buổi. Tuy nhiên hôm nay ta sang buổi thứ sáu để học về quy hành động rồi, và như thế thì ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh các cái bài tập quy hành động mà hay hơn nữa là chương về quy hành động. Hôm trước ta đã làm được các bài toán về hình vuông cạnh K để giải quyết các bài toán có tính tổng tích lũy, đếm hình vuông, làm bài QHD 1 để với mỗi truy vấn thực hiện trả lời, bài QHD 3 cũng tổ chức và giải quyết được rồi, bằng cách tổ chức các sắp tác khác nhau mà với mỗi sắp tác thì nó ăn được các cái test ở vùng khác nhau đấy, nó rất hay ở chỗ đấy. Ngoài ra có một số test nó sẽ là vùng chung, do đó làm hai cách này sẽ làm cài đặt chương trình theo kiểu sẽ ít sắp tác này thì sẽ đạt được phương điểm của bài. Đó là một cái xu thế ra đề mới hiện nay, các bạn lưu ý nhé.
mỗi sắp tác, mỗi cách làm, cái mỗi giới hạn đề bài là một bài toán khác nhau. Đấy. Và đây là một cái xu hướng rất hay để ra đề, để đảm bảo tránh thí sinh học thuộc công thức quy hành động để giải quyết các bài toán và không kiểm soát được các tính chất mà ta đang dùng. Bài QHD 3 ta cũng làm như vậy. Xem bài QHD 4 cũng tương tự như vậy với mỗi cái bài này. Rồi hôm nay thầy trò mình trong mấy cái bài QHD này thì ta sẽ quay sang làm bài toán số 35. Rồi. Trước khi làm bài 35 thì hôm nay thực tế trong quỹ thời gian hôm nay thì ta học muộn một tí cả nhà nhé, vì thầy hôm nay đang rất rảnh. Nên xin chào cô Nhung. Hôm nay thầy cũng đang rất rảnh nên thầy trò mình sẽ cố gắng học muộn một tí để mọi người làm hết được cái tập bài quy hành động này. Hôm nay thầy trò mình sẽ tiếp ở bài số 35. Bài số 35 này là một trong những cái bài thầy rất tâm đắc. Thực tế bài này do tự thầy nghĩ ra thì thầy tâm đắc với nó thôi. Bởi vì thì, thông thường thì thầy rất thích những cái bài tập mà do thầy tự nghĩ ra. Vì nó không đụng hàng với bất cứ các bài tập nào khác. Ở trên thầy xin chào cô Nhung. Cũng thấy cô Nhung rất tích cực làm bài và nộp test trên server. Hiện nay server đã chấm được các cái bài tập có test ở trên QHD 1, QHD 3, QHD 2, các bài đường đi trên bài Tây Đông đâu nhỉ? Bài số 65 di chuyển Đông Tây. Đấy, là cái bài này có test rồi nhưng bài này là chưa test không có truy vết nhé. Thằng bé nhà thầy vừa đi chơi về nó lại gào khóc. Thầy phải tắt mic. Rồi hôm nay ta sẽ sang bài số 35 nhé. Đây là một cái bài rất hay mà ta sẽ quay về cái bài toán. Bài này thì nó chia thành hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cái bài toán trên. Ở cấp độ thứ hai thầy vừa mới thêm vào. Nó là bài số 38. Bài này thầy chưa thêm vào file đề mới. Thì ở cấp độ đầu tiên ta sẽ giải quyết bài số hoàn hảo. Đề bài quay về bài toán. Cho tóm lại là số hoàn hảo là cái số tổng các ước mà trừ nó và bằng chính nó. Ví dụ như số 6 là số hoàn hảo. Bởi vì số 6 chia hết cho 1, 2, 3 và 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6. Đấy. Số 28 chia hết cho 1, 2, 7, 1, 2, 4, 7, 14, 28. Đấy. Và tổng là 1 cộng 2 cộng 4 cộng 7 cộng 14 thì nó sẽ bằng 28. Đấy. Đó là các cái số hoàn hảo. Trên danh sách này thì người ta liệt kê ra một số các cái số hoàn hảo đã có sẵn và cứ qua các giai đoạn thì người ta phát hiện được các số hoàn hảo có kích thước lớn hơn. Các số hoàn hảo được phát hiện đầu tiên từ trong cái thời của các cái nhà toán học Hy Lạp cổ đại, từ ngày xưa lâu lắm rồi, từ thời cổ đại. Thì cái số hoàn hảo ngày xưa phát hiện lớn nhất là cái số 8128. Sau này thì đến khoảng những năm 1500 thì người ta phát hiện ra cái số hoàn hảo thứ hai, thứ năm, đó là cái số có 8 chữ số là số 33550336. Đấy. Đến sau đó thì đến những năm 1600 thì người ta phát hiện ra được các cái số hoàn hảo mới do Petro Calardi. Rồi sau đó họ phát hiện ra các cái số hoàn hảo mới. Và hiện nay cái số hoàn hảo mà được phát hiện gần đây nhất, không phải gần đây nhất, cái số hoàn hảo mà lớn nhất mà hiện nay họ đang phát hiện được. Rồi sau này nó có một số các số to hơn thì ta chưa quan tâm lắm. Khoảng tới khoảng 37 chữ số thì năm có khoảng năm 1900
thì người ta đã phát hiện ra được các cái số này. Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện bài toán là quay về bài toán gốc của chúng ta. Một đề bài cho số nguyên dương n, n là nhỏ hơn bằng 10 mũ 9. Cả nhà lưu ý, n nhỏ hơn 10 mũ 9. Đấy. Với n nhỏ hơn bằng 10 mũ 9 mà đề bài người ta lại yêu cầu là hãy đếm số cách phân tích số nguyên dương n. Đếm. Đếm số cách phân tích n thành tổng các số hoàn hảo khác nhau đôi một. Đấy. Các số hoàn hảo khác nhau đôi một. Vậy thì ta nhận thấy rằng nó quay về bài toán, nói chung là mô hình của bài toán phân tích số, bài để quay lui phân tích số. Vậy thì ta sẽ áp dụng cái bài toán này như thế nào với trường hợp của bài toán số hoàn hảo này. Thì ở bài toán này thì nó có chia thành nhiều cấp độ do cái quỹ thời gian nó không có nhiều. Bài này đã có test ở trên server nhé. Các bạn nào làm được rồi xin mời các bạn nộp bài làm lên trên server. Các bạn và đồng thời nộp test nhé. Có một số bạn đã nộp test được bài này. Rất hay. Vậy thì dữ liệu đầu vào là cho số nguyên dương n. Kết quả là số cách phân tích n thành tổng các số hoàn hảo khác nhau đôi một. Vậy thì ở cách này thì chúng ta sẽ cùng tiếp cận bài toán theo hướng phương pháp quay lui trước. Rồi, ta tiếp cận theo cái sắp tác một. Cứ mỗi sắp tác thì ta sẽ cố gắng cải tiến thuật toán nó thành một cái cách tốt hơn để ta thu được sắp tác 2. Do đó khi code ở trong chương trình, mọi người cũng lưu ý là ta cần phải tổ chức thành các cái sắp tác như sau. Đầu tiên ta sẽ tiếp cận bài toán theo hướng là cho số nguyên dương n, hãy đếm số lượng cách phân tích n thành tổng các số nguyên trước đã. Rồi, vậy thì ta tiếp cận. Và theo hướng lần lượt phân tích số n thành tổng các số tự nhiên đôi một khác nhau. Đấy. Hãy phân tích số n thành tổng các chia số tự nhiên. Đấy. Với mỗi cấu hình thu được, ta kiểm tra xem nó có chỉ gồm các số hoàn hảo. Đấy. Nó chỉ gồm các số hoàn hảo. Nó có chỉ gồm các số hoàn hảo. Đấy, cái điều kiện tiên quyết nó ở chỗ này. Vậy thì khi nó mà chỉ gồm các số hoàn hảo thì khi đó ta cái đấy có mọi người đang ứng đấy đâu thì lúc đó trong nhà thì ta sẽ tăng Z lên. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại cái bài toán quay lui phân tích số để giải quyết cái bài toán này. Ở đây ta bắt buộc phải làm bài toán theo cái mô hình này, bởi lẽ ta sẽ sau cái bài toán phân tích số nguyên dương n thành tổng các số hoàn hảo này, nó sẽ biến thể thành rất nhiều các bài toán phân tích số khác, trong đó số hoàn hảo chỉ là một trường hợp. Vậy thì ta sẽ phải giải quyết được cái bài toán phân tích n thành tổng các chữ số tự nhiên đã. Vậy thì để tiện hơn thì ta sẽ code nó ở trên code block cho nó đẹp nhé, chứ code trên Word thì nó hơi buồn cười một tí. Ta sẽ
Cả nhà sẽ cùng vừa xem video và ta cũng sẽ cùng là vừa vừa xem bài giảng, vừa nghe bài giảng và ta sẽ cùng làm luôn nhé. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện là ta sẽ thực hiện cái công việc là tổ chức một cái thủ tục phân tích ở vị trí thứ y. Ở cái thủ tục này là bản chất của ta là sẽ thủ tục thử điền vào ô thứ y của mảng A các cái giá trị gì. Không biết mọi người còn nhớ cái bài toán phân tích số này không? Từ vị trí thứ i trừ 1 cho tới cái vị trí của t n di chạy từ 1 di nhỏ bằng n trừ đi t của thằng i trừ 1 chia cho 2, chia cho 2 nên phải quy đồng mẫu số số 2 lên đây cho nó đẹp. Đấy. Ta duyệt qua tất cả các giá trị di nằm trong phạm vi này. Cứ với mỗi giá trị di thì ta gắn A ở vị trí thứ y có giá trị bằng di, tức là ta gắn thử nó vào đấy. Khi ta đã thử thằng di điền vào rồi thì chứng tỏ cái phần còn lại của nó, cái phần đã tiêu rồi, tổng số đã chi tiêu khi phân tích đến vị trí thứ y sẽ là bằng tổng cách phân tích ở bước trước đó là bước thứ y trừ 1 cộng với giá trị vừa tiêu đến, đó là di đồng. Vậy ta tiêu hết rồi. Giá trị gì rồi tới đây thì ta lại tiếp tục thử thử điền vào ô kế tiếp, ô kế tiếp của ô thứ y đó là ô thứ y cộng 1. Vòng lặp for này dừng thì về ta nhận thấy rằng ta đã điền được xong một cấu hình và khi đó cái giá trị còn lại ta tạm gọi là phần dư thì thầy sẽ điền vào cái ô cuối cùng ô thứ y. Và cái phần còn dư là phần n trừ đi t ở cái bước trước đó. Đây là phần còn dư, ta sẽ điền nốt vào cái ô AI. Vậy thì gọi xong, thực hiện xong công việc này, ta thu được mảng A có y phần tử. Vậy thì thầy gọi thủ tục xử lý mảng A có y phần tử. Thủ tục xử lý mảng A có y phần tử sẽ thực hiện công việc đó là nếu người ta yêu cầu liệt kê cách phân tích. Thầy thấy Nguyên, Trường Sơn, Vũ Huy, Luật, Thuận, Cô Nhung và là rồi. Lại tiếp tục nhé. Thì ta nhận thấy rằng thủ tục này sẽ thực hiện phân tích n thành tổng các số tự nhiên. Đấy. Ta lấy cái bài toán tổng quát á, phân tích n thành tổng các số tự nhiên. Sau tí nữa ta thêm các nhánh cận vào để cho bài toán tối ưu hơn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái thủ tục xử lý. Mảng A của mình bây giờ có u phần tử. Vậy thì công việc của ta muốn liệt kê cách phân tích này ra thì đầu tiên ta sẽ giải quyết bài toán phân tích trước nhá. Y nhỏ hơn bằng U. Rồi. Cô Nhung không đăng nhập vào nộp bài được à? Thế xin cô Nhung chờ một tí nhé. Chắc là do cái server bị tắt mất cái file tài khoản hoặc là tài khoản này có chút vấn đề. Rồi xin mời cả nhà đăng nhập lại vào trong server nhé để ta nộp bài. Rồi ta quay trở lại cái thủ tục phân tích này thì ta đã thu được cái bảng A và ta đưa bảng A đó ra. Cứ với mỗi cấu hình sau khi đưa ra ta sẽ out n line xuống dòng. Vậy thì ở đây ta khai báo một cái mảng A có tối đa n mắc phần tử. Ta cần phân tích số nguyên dương n. Rồi. Ta cần khai define thêm cái thằng n mắc nữa. Mảng thì các bạn khai báo chỉ tối đa khoảng tầm 100.000 phần tử thôi. Thực tế là có thể khai báo lên tới 10 mũ 6 nhưng chẳng phụ thuộc giới hạn của đề bài thì ta chọn cái giới hạn thằng n mắc này. Rồi bây giờ ta quay sang chương chương trình chính.
Cái bài này tên là, tôi sẽ copy cho nhanh. Mở cái tệp này ra để đọc với tham số là std. Khi nào các bạn chấm bài và các bạn nộp bài trên cái server ilp.hoa.org ấy mà nó không chấm được bài hoặc là không đăng nhập được thì các bạn phải nhắn cho thầy nhé. Có khả năng con thầy nó ngồi vẽ vời nó đóng mất ấy. Server nó tắt mất trình chấm rồi vân vân. Còn các bạn nào mà có nhu cầu mà chuyển nhượng lại cái server này thì nhắn tin lên qua thầy để thầy chuyển nhượng lại cái server này. Server này chạy khá hay. Sau khi thầy config nó thì bây giờ cái độ bảo mật tương đối cao. Rồi bây giờ ta sẽ tiếp tục nhé. Sau khi nhập số nguyên dương n xong, ta sẽ nhận thấy như sau. Ta khởi tạo t0 bằng 0, bởi vì ở bước thứ 0 ta không tiêu đồng nào. Cái giá trị ai bé nhất mà ta có thể phân tích đó là phân tích tổng các chữ số tự nhiên bắt đầu từ 1 trở đi. Bây giờ ta gọi thủ tục phân tích thử điền vào ô thứ 1 của mảng A và điền các cái giá trị này. Rồi sau đó ta thu được giá trị. Ở đây mảng T chưa có thì thầy khai báo mảng T có giá trị là có mắc. Rồi. Và ta thử kiểm tra xem chương trình có lỗi gì không. Nó báo rằng là biến n chưa nhìn thấy. À, ở đây thông thường ta sử dụng chữ n thường, chứ sao có chữ n hoa ở đây nhỉ? Ở đây cũng có chữ n hoa. Hôm nay thầy cốt ngáo thế nhỉ? Mọi hôm cốt bùng phát nó xanh lè luôn. Thủ tục phân tích. Thế bên tên này thầy gọi thầy gọi thủ tục thử. Xin lỗi cả nhà. Thử điền vào ô số 1 của mảng A các cái giá trị đấy. Với mỗi cái cách thử là ta thu được một cấu hình. Cứ với mỗi cấu hình thì ta thu được cái. Rồi, ok. Và ta sẽ thêm file, chọn new, chọn empty file, chọn yes. Và ta thêm file.in. Nhớ là ta chỉ cần tạo file in thôi nhá, không cần tạo file out đâu. Đấy, ta cần tạo file in thôi. Nó chạy test đề bài số 34 chẳng hạn. Rồi lấy 34 hơi to, lấy số 5 thôi chẳng hạn. Sau đó ta nháy chuột phải, ta add project, add file vào project. Vì file out nó chưa vào project, ta add file out. Ta open. Đấy. Thì đấy, ta nhận thu được rằng đây là cách phân tích các số số 5 thành tổng các chữ số tự nhiên. Các bạn thấy nó đẹp không? Đây ta thử n bằng 10 xem sao. Đấy, các bạn thấy đây là cách phân tích số 10 thành tổng các chữ số tự nhiên. Đấy, bây giờ ta quay trở lại ta xuống đây. Có cách có B từ bài toán phân tích này thì nó mở rộng thành các bài toán mới như sau. Các bạn lưu ý nhé. Trong các cách phân tích số N, có những cách phân tích nào chỉ bao gồm các số nguyên tố? Đấy. Chỉ bao gồm các số nguyên tố. Đấy. Hãy phân tích số nguyên dương n thành chỉ bao gồm các số nguyên tố đôi một khác nhau. Đấy, số nguyên tố đôi một khác nhau. Ở số 3, số 7 cũng chấp nhận được cái test này nhỉ? Tôi chờ thầy tí. Số nào? Rồi, số 3. Đấy, số 5, số 5. À đây, số 5, số 5 không được bởi vì hai số này giống nhau cùng nguyên tố. Hãy phân tích số n thành tổng của các số chẵn. Đấy. Hãy đếm số lượng cách phân tích. Rồi. Hãy phân tích số n thành tổng của các số nguyên tố sao cho mỗi số nguyên tố không xuất hiện quá hai lần, tổng quát lên là không quá k lần. Thì thằng này vậy thì từ đó ta suy ra rằng từ cái bài toán phân tích số này người ta sẽ mở rộng biến thể nó thành rất nhiều các bài toán phân tích số khác. Và trong khi học lập trình C cộng cộng người ta hẳn có một lớp bài toán liên quan tới phân tích số nhá, liên quan tới phân tích số. Và với cái bài toán phân tích số quy hành động đếm số cách phân tích thì nó chỉ đưa ra được giá trị tốt nhất. Còn nếu mà người ta hỏi hãy liệt kê một cách phân tích ra thì ta sẽ làm như thế này bằng sử dụng phương pháp quay lưng phân tích số nhé.
Tất nhiên thì ở trong cái bài toán quy hành động phân tích số ta cũng có thể làm được nó. Nhưng thông thường với những cái bài toán tìm những cái gì đó nhất, nhỏ nhất, lớn nhất, gì đó nhất ấy, thì ta làm theo cái hình thức quy hành động. Nhưng nói chung trong giờ thi, nếu ta chưa nghĩ ra được, chưa mò ra được công thức nào đó, cách làm nào đó khác, thì các bạn cái áp dụng cái mô hình bài toán quay lùi phân tích số trên để thu được một cấu hình. Cấu hình này lưu trong mảng A, và bây giờ công việc của thầy trò mình rất đơn giản là duyệt từ mảng A đến cuối mảng A, kiểm tra xem các phần tử trong mảng A này có thỏa mãn điều kiện của đề bài hay không. Nếu thỏa mãn điều kiện của đề bài thì cập nhật giá trị tốt nhất. Đấy. Đây, do đây là vì đây là một cốt của bài hoàn chỉnh nên thầy sẽ thêm vào đây. Cốt bài quay lui phân tích số. Đó, bài quay lui phân tích số nhé. Đây là thầy cái cốt này thầy để trong file để cho mọi người có cái để tham khảo. Ta tạm gọi là một cái cốt mẫu, tuy thầy cốt nó chưa được đẹp lắm nhưng cũng để cho cả nhà có thể tham khảo được. Và ta để ta áp dụng cái mô hình bài toán này để giải quyết các bài toán khác. À, hiện nay thì trong một số các cái đề thi ở cấp độ cao thì cái phương pháp quay lui, phương pháp sinh là một trong những cái công cụ hiệu quả để làm bài và dùng để sinh test để chấm những cái sắp tác đường sau của mình. Và do đó trong giờ thi bắt buộc ta phải cài đặt được nó trong thời gian ngắn nhất trước khi cài đặt được một giải thuật tối ưu hơn nhé. Rồi với cái bài toán này ta đã giải quyết xong. Bây giờ ta quay trở lại cái bài toán chính của chúng ta. Bài toán chính của chúng ta đó là với mỗi cấu hình thu được ta kiểm tra đó chỉ có gồm các số hoàn hảo hay không. À như vậy bài này nó giống như một cái bài số đẹp ấy. Ta cần phải tổ chức một hàm để kiểm tra xem nó có là số hoàn hảo hay không. Đấy, như vậy ở trong sắp tăng 1 thì ta sẽ thực hiện là tổ chức cái hàm kiểm tra xem một số hoàn hảo hay không. Ta tổ chức cái hàm như thế này. Ta tổ chức một cái hàm này có phải là hàm số hoàn hảo hay không. Kiểm tra U có là số hoàn hảo. Ở các bài toán khác, kiểm tra U có là số nguyên tố, kiểm tra U có là số Fibonacci, kiểm tra U có là số đẹp hay không. Thì cái hàm này ở mọi bài toán ta sẽ cài đặt theo đúng định nghĩa của đề bài. Với bài toán này, người ta định nghĩa số hoàn hảo là số có tổng các ước bằng chính nó. Vậy thì ta sẽ quay về tổ chức một cái hàm theo đúng định nghĩa là hàm kiểm tra số hoàn hảo. Vậy thì bây giờ ta sẽ thực hiện thôi, tổ chức một cái hàm số hoàn hảo để kiểm tra một số nguyên dương U có phải là số hoàn hảo hay không. Đấy. Thì để kiểm tra số nguyên dương U có là số hoàn hảo hay không thì ta phải đi tìm tính tổng các ước của nó. Lưu ý rằng tổng các ước của một số nguyên dương U luôn vượt qua chính nó. Nên chỗ này phải thận trọng nhé. Một số bạn ngây thơ cứ INTS sau đó cứ for từ đầu đến cuối để tính tổng. Thế là toang rồi. Ta cho y chạy từ 1 và ta for y chạy cho tới căn bậc 2 của U. Với mỗi thằng y thì ta sẽ thực hiện là nếu y chia hết, nếu U chia hết cho y thì điều đó chứng tỏ y là ước. Khi các bạn code nó bị thu lui vào, các bạn nhấn chuột phải chọn format user style đấy, thì nó sẽ nhảy vào trong cho mình luôn. Nếu U chia cho y thì điều đó chứng tỏ y là ước, thì ta đẩy y vào trong tổng S. Đấy. Nếu u chia y mà khác nốt thằng y thì đẩy nốt cái thằng này vào trong tổng S. Như vậy đây chính là cái đoạn mà tính tổng các ước của một số nguyên dương U. Do khi mà 100 thì nó bằng 1 nhân với 10 nhân với 100 nên các số 100 nó cũng bị đẩy vào trong tổng rồi, nên giá trị S của thầy sẽ là bằng S trừ đi thằng U. Đấy. Để bỏ đi cái giá trị 100 mà mình vừa cộng vào trong tổng S nhé.
Bởi vì khi mà 100 chia hết cho 1 thì 100 cũng chia hết cho 100. Việc đẩy 1 vào rồi nó đẩy luôn số 100 vào. Vậy thì ta giảm thằng E đi. Rồi tới thời điểm đây bây giờ ta định nghĩa theo số hoàn hảo. Số hoàn hảo là số U sẽ bằng tổng các ước của U. Vậy thì tới đây nếu U mà bằng tổng các ước của U tức là bằng S thì ta return true. Ở ngược lại thì ta return false. Đấy. Như vậy đây ta đã tổ chức được một cái hàm số hoàn hảo. Đấy. Biết có lỗi gì không? Nên chỉnh cái đề phòng nó có lỗi. Rồi, không có lỗi gì. Rồi bây giờ để cáp cái màn hình này đấy. Rồi sau khi các màn hình xong và gửi tới các bạn thì ta đã có được một cái hàm để tìm số hay là kiểm tra một số hoàn hảo. Bây giờ quay ra cái thủ tục xử lý của chúng ta. Chúng ta bây giờ cần kiểm tra xem cấu hình vừa phân tích có chỉ bao gồm số hoàn hảo hay không. Vậy thì thầy sẽ thực hiện cho chạy từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Nếu có số nào mà nếu số hoàn hảo của thằng AI mà bằng phô thì chứng tỏ đó không phải là một cấu hình thỏa mãn, thì thầy return ra ngoài để đi tìm cấu hình khác cho nó nhanh. Bởi vì trong một cái cấu hình phân tích mà có một cái thằng AI không phải là số hoàn hảo thì ta return ra ngoài luôn. Còn nếu không bị return ra ngoài thì chứng tỏ đó là một cấu hình chấp nhận được. Vậy thì ta sẽ đưa cấu hình đó ra. Nếu người ta hỏi đếm thì tí nữa ta đếm sau nhé. Nhưng đầu tiên ta cứ xem cấu hình đó ra đã. Rồi, sell and like. Rồi bây giờ ta thử chạy chương trình xem sao. Ở đây thầy đặt sai tên sân tên hàm. Cả nhà cùng làm và cùng cài đặt luôn nhé. Rồi, thầy kiểm tra xem. Ta nhận thấy rằng đây ta đang thử số 10, số ta lấy số 34 đi. 34 nó sẽ bằng 28 cộng 6. Đấy, nó 6 cộng 28. Rồi, là đây là hai số hoàn hảo. Nhưng khi nãy thầy thử số 10, mọi người để ý nhé, thầy vừa thử số 10 mà nó vẫn ra được thì hơi điêu. À, nó chưa ra. Đấy. Như vậy ta qua sử dụng thêm cái thằng cờ đấy nhé. Biến cầm cờ. Ta khởi tạo một cái biến P ban đầu khởi tạo bằng 0. Trong quá trình sell các kinh nghiệm này thì khởi tạo P bằng 1. Đấy. Trong chương trình nếu sao ta nếu P mà vẫn bằng 0 thì ta sell ra trừ 1 chẳng hạn. Rồi ta thử trường hợp với số 10. Đấy thì nó sell ra trừ 1. Ta lấy số 6 chẳng hạn, xem nó có tổng của các số hoàn hảo nào hay không. À, số 6 nó là tổng là chính nó thôi. Số 34. Đấy, nó là tổng của hai số hoàn hảo là số 6 và số 28. À, ta thử chạy test đề bài là số bao nhiêu nhỉ? Số 34, số 10 nó ra trừ 1. Đấy. Ta thử số 10 nó ra trừ 1. Đấy. Như vậy thì với cái mà thầy vừa làm ở đây thì ta nhận thấy ta cần tổ chức một hàm là hàm số hoàn hảo. Khi đó thủ tục xử lý của thầy trò mình rất đơn giản. Duyệt từ đầu cấu hình đến cuối cấu hình, nếu có thằng nào đó không phải là số đẹp thì ta return ra ngoài. Nếu không bị return ra ngoài thì chứng tỏ cấu hình đấy đẹp thì ta đưa cấu hình đó ra. Ở cái bài toán này thì người ta yêu cầu đếm thì ta sẽ thực hiện thao tác đếm nhé, ta sẽ thực hiện thao tác đếm. Tuy nhiên ở đây thì thầy đang thực hiện cái thao tác là đưa nó ra đấy. Rồi đưa cấu hình nó ra.
Vậy thì đưa cấu hình ra để ta biết. Vậy thì hôm sau người ta hỏi, hãy liệt kê tất cả các cách phân tích số n là tổng của các số nguyên tố. Vậy thì chỗ thay vì hàm số hoàn hảo thì thầy sẽ gọi hàm số nguyên tố. Đấy, sau đó ta liệt kê nó ra. Tí nữa nhé, các bạn phải liệt kê nó ra để xem ta đã đủ các trường hợp chưa trước khi ta thực hiện bài toán đếm nhé. Bởi vì bài toán đếm nó chỉ đưa ra được số lượng thôi. Còn bài toán liệt kê thì nó đưa ra tất cả những cái thằng. Mà khi liệt kê đúng thì chứng tỏ bài toán đếm của mình đúng. Tí nữa mình sửa nó thành bài toán đếm. Đấy. Thì ở đây mình thực hiện cái công việc là red cộng cộng. Đấy. Với ở đây ta phải tạo red cũng bằng không. Red là kết quả của bài toán. Rồi cuối cuối chương trình mình sẽ thực hiện là ngược lại. Mình share thằng Z đây. Đấy, đây với số 10 nó có ấy, bây giờ số 34. Đấy thì nó ra được là có mỗi một cách là bằng số 8 cộng với số số 6 cộng với số 28. Đấy. Vậy thì trên đây ta đã cải tiến nó thành được cái V bài toán. Thủ tục xử lý thầy vừa chụp chưa nhỉ? Thầy chụp lại cái thủ tục xử lý. Ở đây thầy ẩn nó đi để thầy, khi mà thầy làm ấy là thầy thường ẩn nó đi với những cái đoạn code mà thầy hay view xem giá trị của nó đang là gì, xem giá trị nó là gì. Thì các bạn cũng nên có thói quen đấy nhé. Thầy thấy code ở một số bạn thường này, ở trong lớp ta cũng thấy các bạn có cái thói quen này, như vậy. Rồi. Như vậy thì vừa rồi thầy trò mình đã giải quyết được xong cái bài toán này với cái mô hình bài toán kiểm tra xem một số có thỏa mãn điều kiện hay không. Vậy đây là cái cách thứ hai. Cái sắp tắt một. Đây mới chỉ là sắp tắt một nhé, chưa phải là các công việc khác ta đang làm. Vậy thì có bạn bảo thưa thầy tại sao trong giờ làm thi em thấy một số bạn cứ ngồi ngủ trong giờ. Các bạn cốt tí xong rồi các bạn ngủ rồi. Lý do rất đơn giản là bởi vì các bạn ấy làm bài đấy ở một cái cách ngây thơ nhất. Trừ trường hợp các bạn quá giỏi, nhưng mà thông thường thì một như ở buổi trước thầy chia sẻ là trong giờ thi mọi người luôn cái người ra đề người ta luôn biết được cái thí sinh nào là giỏi nhất ở trong tỉnh mình, và để làm được cái đề đó thì các em phải mất tối đa thời gian thì các em mới đạt full được 20 điểm. Nên cuối kỳ thi các bạn thấy rất ít các bạn đạt được 20 điểm trong đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Bởi vì thí sinh hơi chủ quan. Các bạn không sinh ra được tất cả các loại test, thử tất cả các trường hợp. Nhiều khi ta hơi coi thường đề. Nhất là những cái bạn mà quy hoạch vào cái tuyển cái quốc gia. Rồi với mô hình của bài toán này thì ta nhận thấy như sau. Ta có thể làm tốt hơn bài toán. Ở chỗ này thì thầy ta có thể làm tốt hơn. Bởi vì ta nhận thấy như thế này, cứ với mỗi cấu hình thu được thì ta đi kiểm tra xem nó có là số hoàn hảo hay không, thì cái việc này thì kể ra thì nó cũng hơi dư thừa thật. Thực tế là nó đúng là dư thừa thật chứ không phải đấy. Bởi vì ta nhận thấy như thế này, chỗ này thì sẽ ấn hết cái bọn này đi. Các bạn ấn Ctrl Shift và C thì nó sẽ ấn cái dòng Ctrl Shift X thì nó sẽ hiện lên nhé. Rồi bây giờ thầy thử lại với cái bài toán của thầy số 34 để chạy phát. Đấy. Đây là bài toán phân tích số chứ không bao gồm các số hoàn hảo. Vậy thì bây giờ ta nhận thấy rằng cứ với mỗi thằng AI ta lại mất công đi kiểm tra xem nó có đẹp hay không. Vậy thì ta nhận thấy rằng bản thân nó đã không là số hoàn hảo thì có nhất thiết mình phải điền vào thằng AI hay không? Đúng không? Như vậy thì ta nhận thấy ta có thể thêm nhánh cận vào ở trong này phải ghi. Sắp tác 2. Ta thêm nhánh cận vào.
để giảm số lượng cấu hình thu được, cấu hình cần kiểm tra. Đấy. Vậy thì nhánh cần là gì? Nhánh cần đó là các cái điều kiện để thêm vào chương trình sao cho chương trình sẽ loại bỏ đi một số các khả năng xảy ra. Ví dụ, ngay từ lúc đầu, nếu thằng J này không phải là số hoàn hảo thì thầy không không gắn J bằng AI. Đấy. Nên ở đây thầy sẽ thêm một cái nhánh cần ở đây rất hay, đó là nếu số hoàn hảo của J mà bằng Chu thì thầy mới gắn AI bằng gì. Như vậy việc mình điền một số hoàn hảo vào thằng AI thì chắc chắn ta thu được cái dạy một cấu hình thu được, chắc chắn đó là cấu hình là số hoàn hảo nhé. Tuy nhiên thì bây giờ ta sẽ thử xem chương trình chạy có ra được hết các cấu hình hay không. Đấy. Và ta nhận thấy rằng với cấu hình này thì nó sẽ đưa ra được các cái số như sau. Ôi sao có cả số 10 và số 16 đây nhỉ? Như vậy thì ta thấy rằng số 16 là số hoàn hảo ư? Số 16 làm sao số hoàn hảo được nhỉ? Từ thời cổ đại người ta đã không... Số 16 chia hết cho 1 này, chia hết cho 2, chia hết cho 4, chia hết cho 8. Tổng các số này bằng 15 mà. Sao lại bằng 16 được nhỉ? Đây. Điền cái phần còn lại. Đây, cái số này là cái thằng AI cuối cùng mình điền vào. Vậy AI cuối cùng điền vào nó là chỗ này. Đấy. AI cuối cùng điền vào ở đây thì ta nhận thấy nếu cái thằng này là số hoàn hảo nếu thằng này là số nào thì ta gắn thằng AI mới thì mới điền nó vào. Đấy. Ngược lại thì ta return luôn. Đấy. Những cái ta đang thêm vào đây để đảm bảo rằng tất cả những phần tử nào được điền vào trong mảng A thì các phần tử đó phải là số nào. Đấy, và ta thấy ta thu được cái như thế này. Và ta nhận thấy rằng với cái cách làm như trên, thầy trò mình đã giải quyết được một cái bài toán rất hay. Thay vì việc sinh ra tất cả các cấu hình mà bao gồm có cả các cái số mà không phải là số hoàn hảo, sau đó ta mới đi check xem nó có phải có thỏa mãn hay không, thì bây giờ ta sẽ chỉ điền những số thỏa mãn điều kiện vào. Nhá, ta chỉ điền các số thỏa mãn điều kiện vào. Và ở đây thì các bạn để ý, với mỗi các bài toán phân tích số khác nhau thì ta sẽ khác nhau ở chỗ này. Nó khác nhau cơ bản ở chỗ này. Ví dụ, hãy phân tích N thành tổng các số Fibonacci đôi một khác nhau. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái ta chỉ điền vào trong mảng A đó là các số Fibonacci. Đấy. Tương tự, nếu là bài số nguyên tố thì cái ta điền vào chỉ là bao gồm các số nguyên tố. Nó khác nhau nhé. Và từ đó các bạn sẽ nghĩ ra được rằng là nếu thằng này là số nguyên tố thì ta mới đẩy nó vào. Do ta để ý giới hạn của đề bài của ta, N của ta chỉ là nếu không nhầm là 10 mũ 6, là 10 mũ 9. 10 mũ 9 thì hàm kiểm tra tính nguyên tố chạy được. Đấy, thì ta kiểm tra tính nguyên tố của nó. Nếu AI nhỏ hơn 10 mũ 6 thì ta sàng nguyên tố nhé. Hoặc là các bạn tổ chức nếu N nhỏ hơn 10 mũ 6 ta sàng nguyên tố và ta thêm cái nhánh cận này vào. Nếu N nhỏ hơn 10 mũ 9 thì ta gọi hàm nguyên tố theo sắp tắc 2. Yeah. Rồi, trên đây là cái cách làm thứ hai theo cái cách nhánh cận. Và trong giờ thi thì các bạn để có một lần thầy tâm sự với một chuyên gia hàng đầu của việc ôn thi học sinh giỏi. Thì chuyên gia cho rằng là hiện nay thì cái máy chấm chính của các cái chuyên gia khi chấm bài thi học sinh giỏi thường cấu hình rất cao, nhất là các cái tầm kỳ thi học sinh giỏi trên kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thì do cấu hình nó cao, do đó
với các bài toán mà các bạn sử dụng phương pháp quay lui mà các bạn sử dụng nhánh cận tốt thì các bạn đạt có thể lên tới 90% điểm của bài toán đấy mà chưa cần phải làm bởi huy động. Bởi vì khi các thầy sinh test ra những cái test mà đủ có kích thước đủ lớn mà thằng nhánh cận nó không ai, mà làm quay lui mà có thêm nhánh cận ấy thì chỉ có vài test ấy, cái số lượng test nó ít lắm. Vì thế các bạn để ý rằng là khi làm một bài toán dạng mô hình bài toán phân tích số này thì các em cần phải đánh giá tốt thuật toán và đưa ra được cái nhánh cận, tức là cái điều kiện để thêm vào để ta loại bỏ đi bớt các cấu hình, và với mỗi cấu hình như thế thì ta sẽ thu được. Thế có bạn tí nữa ta sẽ sang cái bài toán thứ hai, bài toán số Fibonacci. Đấy. Thế có bạn hỏi bảo thưa thầy có cách nào làm tốt hơn không? Tất nhiên với mỗi bài toán thì có 1001 cách làm tốt hơn. Thì vậy thì bây giờ ta sẽ sang cái cách làm thứ ba của bài toán này. Do cái cốt nó sẽ hơi dài nên thầy sẽ cũng không cáp hết màn hình được. Tuy nhiên sau buổi giảng, thầy sau nội dung buổi học, thầy sẽ gửi lại cái file này tới các em và các em sẽ căn cứ vào đấy để nghiên cứu lại thuật toán nhé. Quên cái chỗ sắp tác vừa rồi, thầy sẽ sửa lại một chút ở trong cốt chương trình, ở cái chỗ thủ tục xử lý. Thủ tục xử lý của mình bây giờ là tăng thằng Z lên. Đấy. Vậy thì mình cho thằng này đi, mình cho hãy hiện thằng này lên, ta cho tăng thằng Z lên. Cái ta người ta chỉ hỏi nếu các bạn để ý như thế này, ta các bạn chạy mọi một test bất kỳ, thông thường nó sẽ ra kết quả là âm 1. Các bạn nghĩ ra một số bất kỳ, số nào đi cũng được, số 37 chắc chắn nó ra âm 1. Nha. Thầy lấy năm sinh của thầy sinh năm 1983. Thầy chạy số này, kết quả chắc chắn sẽ ra âm 1. Chắc chắn sẽ ra âm 1. Vậy thì với mỗi số nó luôn ra âm 1 nha. Vậy thì có trường hợp nào nó ra được 1 cách phân tích thì bây giờ chúng ta sẽ bám sát cái cách đề, bám sát đề bài như sau. Mọi người quan sát cái đề bài. Ở trong đề bài thầy có đưa ra một cái bảng rất đẹp. Đây thầy phóng to nó ra. Biết mọi người có nhìn thấy không? Đề bài người ta cho số nguyên dương n nhỏ hơn bằng 10 mũ 9 thì ta nhận thấy rằng các số hoàn hảo mà có ít hơn 9 phân tử thì nó chỉ có mỗi 5 số thôi. Đó là số 1, số thứ nhất, số thứ hai, số 3, số thứ tư, số thứ năm. Đó bao gồm các số 6, 28, 496, 8128, 3355, 0336. Đấy. Vậy thì có bạn hỏi bà là vậy thì với mỗi số nguyên dương n nhỏ bằng 10 mũ 9 thì ta nhận thấy rằng nếu phân tích nó thành các số nguyên tố thì nó chỉ bao gồm cách phân tích thành tổng của các số này. Không có cách nào khác. Vì mà lại đề bài người ta yêu cầu là lại là phải là tổng khác nhau. Từ đó ta suy ra, ta sẽ tự nhận thấy này. Trong quá trình thử các giá trị Z, thì chỉ những giá trị Z nào nằm trong 5 giá trị này, thì ta mới điền vào trong mảng A. Được chưa? Vậy thì ta có, về lý thuyết, ta có thể lưu 5 phần tử này vào một mảng hằng. Và ta sẽ tìm kiếm nhị phân cái giá trị Z này trong mảng hàng đó. Nếu giá trị Z mà có nằm trong mảng hàng đó thì ta điền AI bằng Z. Tuy nhiên do có mỗi 5 phần tử, do đó ta điền trực tiếp nó vào cốt chương trình luôn. Vậy đây là bài toán dựa vào tính chất của dãy số để rút ra được một cái mảng hàng. Vậy ta có 5 phần tử trong một mảng hàng này. Vậy thì ta sẽ làm luôn. Thay vì việc sử dụng mảng hàng thì thầy có thể if nếu Z bằng thằng này hoặc Z bằng thằng này hoặc Z bằng thằng này hoặc Z bằng thằng kia. Thì thầy điền vào. Vậy thì thầy sẽ xử lý nó như sau. Các bạn cùng quan sát nhé. Chỗ này bây giờ thầy cho ẩn thằng này đi. Thầy cho hiện thằng này lên. Rồi. Thì bây giờ thầy thêm nhánh cận nó ở chỗ này nhé. Mọi người cùng quan sát nhé. Bây giờ nếu Z là số hoàn hảo mà Z nhỏ hơn 10 mũ 9 thì điều đó chứng tỏ Z nó chỉ gồm có mỗi các số này thôi. Đây các bạn nhìn đấy, từ cái số thầy đang chỏ chuột số 3355033681282
4, 9, 6, 2, 8 và 6. Vậy thì ta ghi luôn. Nếu gì bằng 6 hoặc gì bằng 28 hoặc gì bằng, chỗ này ta chạy bằng cơm vậy. Câu gì? 4, 9, 6 hoặc gì bằng 8128 hoặc gì bằng 33550336 33550336 có đúng không nhỉ? 33550336 đúng rồi. Đó là hết rồi. Bởi vì cái số 85 chia 89 86 90 56 nó có 10 chữ số. Đúng rồi. Chỗ này hôm trước cô Nhung cô xin test, cô lấy cái test này nên các bạn khác chấm cũng sẽ bị fail. Vì test này nó có 10 chữ số cô Nhung nhá. Giới hạn của đề bài là chỉ có 19 chữ số thôi. Nên cái test cô lấy cái số này thì nó sẽ là 10 chữ số thì nó sẽ bị tràn kiểu dữ liệu. Đấy. Thì mình rút xuống test chỉ có 9 chữ số thôi. Nào. Các bạn chờ thầy đi, thầy lùa đàn trẻ con ra ngoài. Vậy thì khi sinh test ta chỉ là nhỏ bằng 10 mũ 9 thôi. Ở đây ta có 10 mũ 10 thì mất rồi. Vậy thì ta thấy nếu gì là một trong năm thằng này. Vậy nhưng mà với bài toán khác thì ta không nên code theo kiểu này nhé. Với bài toán khác ta lưu các giá trị này vào một mảng hàng và ta tìm kiếm nhị phân cái giá trị này trên mảng hàng đấy. Nếu tồn tại giá trị này thì ta mới đưa nó ra. Rồi, vậy thì ta sẽ thực hiện định dạng lại bài toán cho nó đẹp lên một tí. Rồi, về ta thử như vậy. Ta thử các giá trị gì này và nếu gì bằng từng này thì ta mới điền nó vào. Đấy. Và khi các bạn chạy chương trình, thấy chương trình nó chạy nhanh, kinh khủng. Sao chậm thế nhỉ? Thầy có nói gì sai không? Bây giờ thầy thử số 2000. Đấy. Bình thường cái phương pháp quay lui của mình ấy, thì khi mà mình sinh ra một cái số mà các bạn chạy với cái sắp tăng một ta chạy ấy, các bạn ấn N bằng 2000, sau đó các bạn đi pha cốc cà phê hoặc ăn mì tôm, pha xong, ăn vào xong, N chạy chưa xong. Nhưng do thầy cho mình vừa thêm nhánh cận vào, nó có thể chạy được. Đấy. Ô. Đây là nó vừa rồi nó là phân tích ra được là tổng của các số, bây giờ ta vừa mới nói xong, đây là nó phân tích ra được tổng các số hoàn hảo đấy nhá. Quên mất, ta đang còn chưa kiểm soát luôn cái trường hợp đó là số hoàn hảo đấy chỉ được xuất hiện một lần duy nhất, đúng không? Vậy thì để làm được điều đấy thì ở trong cái chương trình chính của mình, trong chương trình thủ tục xử lý của mình for từ đầu mảng A đến cuối mảng A, nếu hai thằng nào bằng nhau thì ta bay ra ngoài luôn, đúng không? Đấy. Thì tuy nhiên thì ta nhận thấy như thế này, thì rõ ràng ở cái phiên gắn AI bằng Z thì ta nhận rằng khi ta gắn thằng Z bởi AI bởi một cái giá trị mới thì cái thằng A thằng trước nó là thằng AI trừ 1 nếu cái giá trị Z ta vừa gắn vào là một số hoàn hảo và cái số đó mà bằng thằng trước thì ta cũng có thể bay ra ngoài luôn. Nên ở đây ta có thể ghi luôn là thêm một cái điều kiện, nếu chỗ này nếu AI nếu Z mà bằng thằng AI trừ 1 thì ta bay ra ngoài luôn cũng được. Bây giờ thầy thử thêm một cái nhánh cận khác nữa nhé, xem có đúng không. Cái nhánh cận này thầy chưa dùng bao giờ. Nếu thằng trước đó mà có giá trị bằng thằng Z vừa gắn rồi thì Z tơn ra ngoài, rồi ta thử chạy xem nó có chạy được không. Rồi. À đúng rồi, cảm ơn cô Nhung, ý tưởng rất hay. Để đảm bảo là nó không không có đúng không? Cảm ơn cô Nhung, ý tưởng rất hay. Vì mình for chạy từ AI cộng 1 thì nó sẽ không bị trùng cái thằng trước đó. Sao nó lại bay màu rồi? Thủ tục xử lý của thầy thế nào mà? Thôi tốt nhất là thêm cái nhánh cận này vào thì có thể khả năng bay màu khá cao. Rồi bây giờ ta thử như đề xuất của cô Nhung, ta thử cái thằng kế tiếp để đảm bảo rằng các thằng này nó là phân biệt. Rồi ta. Ta thử xem sao.
Số 34 nó sẽ bằng là số 34 của thầy. Nó xếp một số 28, nó thiếu một số 6, đâu mất số rồi nhỉ? Thêm nhánh cận vào phát để thầy tí nhé. Kiểu không thêm nhánh cận vào thôi, thêm xong nhánh cận bay luôn màu. Nên trong khi đi thi của mình mới thấy là thầy kiểm soát lại một tí nhé. À chỗ này nữa. Khi nãy thầy chưa kiểm soát cái thằng này. Đấy, thằng này. À, đấy. Bây giờ thầy lại thực hiện tiếp chạy bằng cơm cái vòng dây nhánh. Nhưng với các bài toán lớn thì ta nên chỗ này là tìm kiếm nhị phân nhá. Nếu ôi dài. Dài ghê. Thôi chỗ này thầy gắn để chạy đang chạy bằng cơm gắn quy nếu quy bằng thằng này đấy, nên tại sao chỗ này mình cài đặt tìm kiếm nhị phân được code nó đẹp hơn nhiều. Nếu thằng này mà bằng thằng này thì ta mới chèn nó vào. Rồi chạy phát phân tích xem sao. Như thầy đang có thừa dấu phẩy ở đâu đấy. À đây thiếu số chấm phẩy ở bên trên. Số 6 của thầy đâu có rồi? Thử điền số 6 vào. Số 6 chạy đâu mất rồi nhỉ? Nếu quy là một trong những thằng này thì điền thằng quy vào. Này ta bỏ qua làm số hoàn hảo đi, kiểm soát lại. Ta thử số 6 trước nhá. Nếu số 6 nó chảy ra không thì nó bị thiếu mất một cái giá trị. Ta đang giải quyết cái mô hình bài toán tổng quát là phân tích số nguyên dương này thành tổng các giá trị, đúng là nó thiếu mất cái giá trị ban đầu, thiếu mất cái giá trị ban đầu bởi vì nó chưa điền được vào ai bằng không. À như vậy thầy sẽ thử luôn a không bằng 6. Thầy thử cái phương án điền đầu tiên. Không phải số 1 nữa mà là số 6. À rồi thử 1. Thử 1 của thầy sẽ điền duyệt qua tất cả các cách thử. Nếu nó là các số này thì gắn AI bằng gì và t bằng từng này, thử thằng kế tiếp. Sau khi thử xong phần dư còn lại, ta sẽ chơi nếu nó không phải là số hoàn hảo thì sao nhỉ? Nếu nó một không phải số hoàn hảo đến số kế tiếp như vòng 7 thì nó có thực hiện hành vi vòng 8, vòng 9, vòng 10, vòng 11, vòng 12, vòng 13. Thử đi tất cả các giá trị này. Thế nó bị mất mất một cái giá trị mà không biết cái giá trị này nó chơi nó chạy đi đâu mất rồi. Số 6. Bây giờ ta thử điền số 6 vào nhé, xem nó chạy đi đâu nào. Thầy đang bước, mọi người cũng đang bước cùng thầy luôn nhé. Thầy đang xem cái số 6 của thầy nó chạy đi đâu mất rồi. Chỗ này. Số 6 ơi, em ở đâu? Khi thầy phân tích số 6 ra thì nó sẽ phải là được số 6. Đây nó đang bị mất mất một giá trị khi thử số 1 đầu tiên.
Trên thực tế thì nó thử các cái giá trị AI ấy. AI nằm trong cái mảng này rồi. AI bằng gì, tự nhiên là nó lại không chạy thế này, buồn thầy quá. Khi đó đây là phần còn lại, nếu phần còn lại là số con nào thì điền vào này. Không buồn. Sau khi thầy sửa xong cái bước, sau cái bay luôn màu này. À đây, nó đang thu được các cấu hình này đây. Số 34, 34 là 6424. Như vậy nó đang bị thiếu đúng không? Nó thiếu mất phần còn lại. Phần còn lại nó không được điền vào. Thì phần còn lại không phải. Phần còn lại không phải. Thì nó vẫn điền vào. Phần còn lại không phải. Nó điền vào. Phần còn lại không phải. Nó điền vào. Nếu phần còn lại vài. Điền xuống không. 2 nhân 6 nhỏ bằng 6 trừ 0. Phần còn lại 12 34. À, chính xác. Bây giờ cái điều kiện của mình đang bị sai nên nó không chạy ra được cái số cuối kia nữa. Cái điều kiện gì có vẻ sai. Rồi ta xem lại nha. Ta thử xem ta ngắt ra trong trường hợp nếu một thằng không phải thì ta thu được cái gì. À, như vậy thì nếu mà ngắt ra thì nó sẽ ngắt không thử luôn. Hiện tại cái điều kiện gì của mình là đang có chút vấn đề ở đây. À, rồi ta thử cho chạy như cô Nhung vào xem chạy từ AI cộng 1 thì sao. Nếu cho chạy từ AI cộng 1 thì nó thử các giá trị kia về cơ bản cũng chưa thấy có tín hiệu khả quan một chút nào. À, nó ra 6 và 28. Rồi. Như vậy thì cái cấu hình này nó ra đưa ra được hai cấu hình. Như vậy là nó sẽ bị thiếu. Và ta thử xem số 28 nó sẽ ra cái gì. 28 nó sẽ 28. Đây nó ra một cái số không tồn tại giá trị. Z của mình chạy đến N. À, trên thực tế thì Z của mình không thể chạy đến N được. Bởi lẽ khi mà Z của mình mà chạy cho tới N. Khoan nào. Bởi vì bây giờ mình đang thử tất cả các cái giá trị mà nằm trong phần còn lại có thể điền được. Nếu không thì nó sẽ điền ra được một cái cấu hình có tính chất giảm dần. Ví dụ như cấu cấu hình là 28 cộng 6 và 6 cộng 28 nó sẽ tính là hai cấu hình. Nên Z của mình sẽ chạy cho đến TI trừ 1 là như thế. Người ta thử xem đã đề xuất của cô Nhung xem. Đề xuất của cô Nhung xem sao. À, ý của cô Nhung nói là mình sẽ kiểu kiểu giống như ở cái bài toán mà liệt kê tập con có k phần tử đấy đúng không? Ồ, nó ra được thằng này. Đúng rồi, khi làm này thì số sau luôn số trước. Nhưng mà với số 28 của thầy thì có sử này ta xe ao lên la cái cấu hình đấy ra.
Tại sao nó lại thừa nhỉ? Đấy, sau khi thầy cải tiến cải lùi thì bài toán này nó đã bay màu rồi các em ạ. Vậy thầy từ số 34. Các bạn cùng bước lại nhé, cùng cốt ra xem thầy đang bị sao. Đây, cái cấu hình này nó đang bị sinh ra được tầng 286. Vũ Huy cứu hộ giá 500 anh em hộ giá. Đây là cái cấu hình này nó sẽ bị lặp lại đây. Tại sao nhỉ? Bởi vì nó luôn tỏi ra thằng này. Nào Thuận, để thầy thử lại xem nhé. Chắc quá trình vừa rồi thầy cốt thầy có bị ngáo ở một cái dòng nào đấy. Ta phải tập trung. Vừa rồi thì ta vừa bỏ cái thằng n trừ t trừ 1 ra thì nó bị lặp ra cấu hình 286. À, cái thủ tục xử lý của mình nhé. Thủ tục xử lý có mỗi đưa cái mảng đấy ra thôi mà. Để ta liệt kê ra xem cấu hình đó đã thỏa mãn chưa. À, ý tưởng của chúng ta đó là ta sẽ duyệt qua tất cả các cái giá trị di nằm trong phạm vi này đấy. Nếu mà di mà bằng một trong những các cái thằng này. Thì ta mới thực hiện yêu cầu gắn di vào. Tức là nếu mà di nó phải là một số hoàn hảo thì ta mới. À, ý của cô Nhung là khi đó cái phần tử cuối cùng mình sẽ không không cần điền nốt thằng Q này vào đúng không? Rồi, chúng ta xem đề xuất của cô Nhung bất ở chỗ này. Ta làm theo kiểu giống như là liệt kê tập con có k phần tử của một tập có n phần tử. N thì khi như cô Nhung bảo là khi mà ta duyệt thì đến khi mà số tiền đã tiêu hết mà bằng đúng cái lượng ấy thì ta gọi thủ tục xử lý. Thì ta sẽ điền đằng này vào đây. Sau khi cải tiến cải lùi chương trình của chúng ta chưa biết ra, hy vọng là sẽ ổn. Ô, ra luôn kết quả này. Không thể ngầu hơn được nữa. Ồ. Như vậy cô Nhung đã cứu cái những hộ giá thầy một cách rất chi là siêu. Số 28 sao lại ra được 6 và 28 nhỉ? Có vẻ 34 nó mới ra được là 6 và 8, 28 thế nhỉ? 34 thì đúng rồi, bây giờ ta thử số 28. À, chỗ eo đây á. À thì à đúng rồi, đã đã. À, ý của cô Nhung là như thế này. Ô, nó ra 28.
quá chi là ngầu. Lại tiếp tục xem sao. 628 rồi. Mấy hai số cộng lại thì sẽ sao? Số 196 cộng 6 là bằng 502. Hoàn toàn ok rồi cả nhà nhé. Thôi xin cảm ơn cô Nhung đã tài trợ ý tưởng 40. Vũ Huy lại bắt đầu ngồi nghĩ tết hiểm rồi đúng không? Thầy nghĩ Vũ Huy ra bên kia đang âm thầm ngồi nghĩ tết hiểm. 40 nó ra trừ 1. 40 ra trừ 1 là đúng rồi, bởi vì nó không phải là tổng các số hoàn hảo đôi một khác nhau. Như vậy thì ở đây ta thử theo ta for theo kiểu giống như liệt kê tập con có k phần tử. Xin trân trọng cảm ơn cô Nhung đã debug lỗi cho để ta sẽ giải quyết. Vậy thì cái mô hình bài toán này thì ta sẽ áp dụng cái mô hình bài toán là cho một cái tập con, hãy liệt kê ra tập con có k phần tử của một tập n cho trước. Thì ở đây do cái tập này mình không xác định số lượng nên mình cho để, bởi vì cái số lượng phần tử của nó không xác định nên bình thường mình sẽ for di chạy đến là n trừ k cộng y đấy, quên n trừ k cộng 1, n trừ k cộng y nhỉ, n trừ k hay n trừ y cộng k nhỉ, n trừ k cộng y đấy. Còn ở đây thì ta sẽ duyệt qua tất cả các cái giá trị di là gọi là phần còn lại, nếu nó bằng trong các cái giá trị này thì ta thực hiện cái yêu cầu này. Như vậy trong thủ tục xử lý của mình bây giờ ta sẽ cho thằng này ẩn đi, cho thằng này hiện lên. Ta chạy lại xem cách phân tích ra chính xác chưa. Lưu ý rằng với mỗi số nguyên dương thì khi chạy ra thì nó chỉ có khả năng là trừ 1 hoặc 1 số 40 đâu có, để lấy số 2834 502. Ở số 34 nó chưa ra thì với chương trình của thầy đâu rồi. Các bạn ấn Shift Ctrl X là để nó sẽ hiện lên nhé. Thì khi mà làm theo cái mô hình bài toán này thì ta nhận thấy cái việc thêm nhánh cận vào thì làm cho chương trình của mình chạy nhanh hơn hẳn, nhanh hơn một cách đáng kể, phải quá đáng kể, để cho khoảng 5.000 xem nó có chạy nổi không. Đấy, nó vẫn chạy bình thường. Và với cái việc như trên thì thầy bỏ những cái nội dung mà không liên quan lắm trong tên code ở đây, thì ta sẽ đưa ra vào trong cái code. Tí nữa thầy sẽ gửi tới các bạn cái file này, và dựa vào cái mô hình của bài toán này thì ta sẽ giải quyết được ta thêm cả cái sắp tắc 3 ta phân tích lại. Vì n nhỏ nó bằng 10 mũ 9 nên ta chỉ có các số hoàn hảo là đấy, thì ta sẽ liệt kê ta có 6 số hoàn hảo: số 6, số 28, số 496 nhỉ, số 83 bao nhiêu đấy nhá, không nhìn được cái ảnh đấy. 496, 8128, ui giời ơi, vân vân, 8128, rồi thôi nhảy sang cốt nhìn cho nhanh, 496 này, 8128 này, và cái số 33550336, 33550336, số này chắc phải mua cái số điện thoại là số hoàn hảo mới được. 33550336. Đây là số hoàn hảo của số này, đúng là số đẹp thật. 2468. Ông Đạt phải đi tìm cái số điện thoại là cái số hoàn hảo này mới được. Các bạn nào tìm được số hôm này làm số điện thoại thì quá chi là bao ngầu luôn.
Rồi, về chỉ có những cái số này là nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 9. Nên ta thêm các nhánh cận khi gắn G vào thằng AI. Đấy. Và cái thuật toán ở đấy thì ta sẽ đã đưa ra được cái cấu trúc của cái bài toán này. Thì từ cốt của bài toán này thì ta dễ dàng ta nhận thấy, ồ, từ bài toán này thì ta nhận thấy với một cái bài toán khác thì thay vì việc thử các thay vì việc ta thầy trò mình đi đi thực hiện yêu cầu này thì ta sẽ tìm kiếm nhị phân cái thằng G ở trong cái vùng đấy. Vậy thì với cái bài toán đấy bây giờ thầy trò mình sẽ áp dụng ngay cái đề xuất của cô Nhung ở đây nhé. Ta đề xuất for G chạy thử này để ta làm các bài toán khác. Tuy nhiên hỏi cách này đã tốt nhất chưa? Thì thầy đề xuất với các bạn cách này chưa phải là cách tốt nhất. Sau đây thầy đề xuất các bạn cái sáng tác kế tiếp. Trước khi sang sáng tác kế tiếp thầy trang điểm cho em nó đẹp lên một tí. Để khi các bạn đọc code thì các em sẽ nhìn rõ ra được à chỗ đoạn này nó gọi như thế nào. Đây là khi điền đầy đủ lời cấu hình rồi. Rồi. Ở cái sắp tác kế tiếp vừa rồi thầy trò mình đang ở sắp tác mấy rồi nhỉ? Sắp tác 3. Bây giờ ta sang sắp tác 4. Ở cái sắp tác kế tiếp thì ta nhận thấy như thế này. Rõ ràng bây giờ thầy trò mình chỉ có mỗi từng này số thôi. Đúng không? Rõ ràng là thầy trò mình chỉ có mỗi 5 số hoàn hảo. Đấy. Vậy thì vì thầy có 5 số hoàn hảo nên rõ ràng cái số nguyên dương n của thầy muốn phân tích được thành tổng của các số hoàn hảo thì rõ ràng cái số n nó phải là một trong các cái số được tạo bởi tổng của các số này, tổng của 5 số này nhé. Cho thầy ghi vào đây. Do đó thầy tạo sẵn một cái mảng chứa tất cả các tổng có thể tạo ra được bởi 5 cái số này mà đôi một khác nhau. Nhớ là bài toán ta đang giải quyết bài toán đôi một khác nhau nhé. Còn nếu mà cái bài toán mà mỗi số được phép sử dụng nhiều lần thì câu chuyện của bài toán của mình nó là bài toán ở cái mức độ 2, mức độ sau của bài toán này. Đây. Vì n phân tích thành tổng các số phân biệt trong các cái số này. Đấy. Nên ta chuẩn bị sẵn một cái mảng chứa các giá trị. Một cái mảng này ta tạm gọi nó là mảng 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 S, hoặc là các bạn sử dụng một cái vector hay sử dụng một cái gì đó để lưu nó. Tóm lại ta sử dụng cái mảng để sau mình có thể tìm kiếm nhị phân trên mảng đấy. Vì n phân tích được tổng các số phân biệt này nên ta chuẩn bị sẵn một mảng chứa các giá trị là tổng có thể có được đấy. Như vậy thì với mỗi số nguyên dương n, giả sử bài này bài multiple test, ta chỉ cần tìm kiếm nhị phân. Ví dụ như thầy gọi nó là mảng S. Mảng S này có k phần tử, tổng quát lên mảng S này có k phần tử. Ta tìm kiếm nhị phân của thằng n này trên mảng S. Đấy. Khi đó nếu có ta ghi ra là một, ngược lại ta ghi ra là trừ một. Lý do tại sao ta ghi ra một, bởi lẽ vì số lượng số hoàn hảo chỉ có từng này số mà khi ta phân tích nó thành tổng của các số hoàn hảo khác nhau thì chắc chắn rằng nó chỉ có một cách phân tích duy nhất đấy nhá. Ta lưu ý nó chỉ có một cách phân tích duy nhất và với cách phân tích duy nhất như thế thì ta sẽ ghi ra một, ngược lại ghi ra trừ một. Do đó nếu đề bài này khi ra đề bài này nếu thầy cô không cẩn thận thì học sinh nó chỉ share mỗi giá trị một thì nó đã gần như là full điểm của bài này đấy. Còn nó bỏ đi tất cả các test trừ một thì các bạn để ý nhé, trong chương trình các bạn không code cái gì, các bạn chỉ việc share ra giá trị trừ một thì bài này cũng gần được full điểm. Nhưng mà để ghi ra được cái giá trị đấy thì
ta phải nhận xét được cái tính chất này. Vì số nguyên dương n phân tích thành tổng các số hoàn hảo đôi một khác nhau mà ta chỉ có 5 số hoàn hảo này, do đó với mỗi số nguyên dương n chỉ có một phân tích, một cách phân tích duy nhất nếu có. Đấy. Nên ta đưa ra một. Vậy thì bây giờ công việc của ta là công việc chuẩn bị sẵn cái mảng tổng này là xong. Rồi bây giờ thầy hôm nay thầy đã có một bạn học sinh cài đặt cái này là rất hay. Thầy sẽ gửi các bạn cốt luôn bài làm của bài toán này. Bạn đấy hôm nay là bạn Giang Quang Thắng, đậu nhỉ? Bạn Thắng là CB2 thì phải. CB1. CB15. CB3. Hôm nay thầy đang chờ thầy tí nhá. Thầy đang kiểm tra lại xem thầy đang ở đâu. Mọi người chờ thầy một chút. Ta đang ở cửa sổ CB4. Rồi ạ. Do các bài nộp của các em nhiều quá nên cứ mỗi hôm thầy phải kéo thư mục vào một cái thư mục khác để bản này code như này thì ai đọc được code đây? Thôi lấy code này trong ta bắt đầu dịch code vậy. Thế một bạn học sinh của thầy code theo cách này. Rồi ta bắt đầu quay ra cái khâu chuẩn bị nhé. Đây là bản code để lấy cái bit cao nhất của một số nguyên dương n. Rồi chỗ này giống như là kiểm tra n. Rồi bỏ qua. Bắt đầu chỗ này. Nếu có phải cái code này không, chờ thêm một giây nhé. Xem còn hôm nay nếu không nhầm. Ở đây. Còn lấy code này cho dễ đọc. Chứ các bạn trẻ về code này của bạn Hoàng. Cô này thì cũng theo ý tưởng thuật toán đấy thôi, nhưng mà cô theo kiểu dịch bit này chắc là mọi người sẽ đọc hơi khó. Và sẽ có một cái cốt khác khá tưởng mình hơn. Đầu tiên ta sẽ thực hiện là lưu các cái phần tử là các cái số hoàn hảo nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 9 nhá. Ở đây ta có một cái map, một cái set rồi. Để các cái tham số đọc dữ liệu thông thường để chẳng mấy khi thầy dùng, nhưng mà bây giờ ta sẽ thực hiện phân tích nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ sẽ tạo ra một cái mảng chứa tất cả các tổng của tức là tất cả các cái tổng mà ta có thể tạo ra được. Bởi vì ta có tối đa là 64 bit, tức là nó có khoảng tầm 64 mũ di chạy từ mũ 6 thì nó sẽ chạy đến khoảng tầm 10 mũ 9, bởi vì di data dịch bit mà, thì tức là ta tính lên tới có khoảng tầm 2 nhân 10 mũ 9. Rồi. Thì ta sẽ thực hiện cái công việc là lần lượt sinh ra tất cả các cái tổng, cái đoạn code này là lần lượt sinh ra tất cả các tổng với mỗi cái cứ với mỗi thằng di đây, cứ mỗi với mỗi thằng di ta sẽ thực hiện chọn một trong các cái thằng này, ta đẩy nó vào trong thằng tổng, và khi ta đẩy nó vào tổng thì ta đánh dấu rằng tổng này có xuất hiện đấy. Ta sử dụng một cái map để ta map thì cấu trúc dữ liệu map mà mỗi phân tử đó, ta phân tử s này có xuất hiện, tức là ta đánh dấu có xuất hiện, không xuất hiện, hoặc là các bạn sử dụng một bảng hằng cũng được. Ở đây bạn sử dụng một cái bảng đánh dấu là nó có xuất hiện. Sử dụng bảng đánh dấu bằng thằng map thì nó hay hơn một cái là nó sẽ đánh dấu những cái thằng mà được gán giá trị của nó vào. Tuy nhiên thì ở đây thì
sử dụng map lên tới 10 mũ 8 thì thế đến mức ổn lắm hay không, nhưng thôi ta tạm thời cho nó ổn đi. Thì khi đó cái việc này là ta sẽ thực hiện sinh ra tất cả các cái thằng F. Vậy thì bây giờ ta thử thử thực hiện cái công việc là có bạn hỏi bảo thưa thầy y gạch gạch chéo g này nó là gì, đúng không? Đây là phép toán dịch bit nhé, phép toán dịch bit. Phép toán n1 là gì? Là phép toán lấy bit. Phép toán n1, bởi vì phép toán n1 là phép toán cộng cộng bit mà, cộng bit ví dụ như này, bit của thầy là 000 0001, thì phép toán n1 thì nó sẽ ra như này. Phép toán n1 là phép toán lấy cái bit để thực hiện phép toán n đấy, thì khi đó ta sẽ được là phép toán cộng bit nhé, ta để như là phép toán cộng bit. Ví dụ như phép toán của thầy là đang là như này, bây giờ thầy thực hiện phép toán n1. À vui á. Ừ, hôm nào ta sẽ có một cái chuyên đề về xử lý bit riêng, bởi vì xử lý bit nó nằm ở trên phần thầy hay sử dụng dạy trong phần cấu trúc dữ liệu nâng cao, nó ở cái phần sau của thầy trò mình học ấy. Sau khi học xong phần này thì học đồ thị, khi học đồ thị ta kết hợp học với cấu trúc dữ liệu, thì trong đó có các phép toán xử lý bit. Về bản chất thì các phép toán xử lý bit nó nằm đúng hơn là nó nằm ở trong chuyên đề về số học nâng cao. Và tuy nhiên thì trong phần số học nâng cao thì mình không có đủ quỹ thời gian để dùng để đến nó, nên nên ta sẽ đẩy nó sang khi mà ta sử dụng đồ thị thì ta sẽ dùng đến đó. Rồi thì khi đó tóm lại ta nhận thấy như thế này: với mỗi số nguyên dương n, nếu số nguyên dương n nằm trong cái tập của tất cả các tổng có thể sinh ra, thì ta kết luận đó chính là cái giá trị mà có thể sinh ra được. Rồi ta thử chạy xem sao. Vậy ta thử lấy số 34. Đấy. 34 ra 1 là có một cách. Như vậy thì có các bạn khác bảo thế em áp dụng mô hình bài toán này với bài toán khác thì như thế nào? Thì bây giờ ta áp dụng luôn cái mô hình của bài toán này cho cái bài toán số 2 và bài toán số 3, các bạn làm tương tự nhé. Ví dụ ở bài toán số 2 của thầy trò mình là bài toán cho số nguyên dương n, hãy phân tích n thành tổng các số Fibonacci nguyên tố. Vậy thì các bạn nhận thấy rằng luôn là các số Fibonacci nguyên tố nó chỉ có vài số thôi. Bởi vì các số nguyên tố nhỏ bằng 10 mũ 9 thì nó có khoảng tầm 60 số. Trong 60 số đó mà ta liệt kê các số Fibonacci nguyên tố xong, ta lưu nó vào trong một cái mảng hàng này. Đấy. Như vậy mình sẽ phải code một cái chương trình tạo ra mảng các số Fibonacci nguyên tố. Sau đó copy cái mảng đấy nó vào đây. Số lượng là bao nhiêu, paste nó vào đây. Và mô hình bài toán vẫn là bài toán này. Đấy. Được chưa? Rồi kế tiếp ta lại sang cái bài toán kế tiếp của mình là bài đếm số Fibonacci, à đếm số palindrome nguyên tố đối xứng. Cái số này là số rất chia lòng vòng, đây là một cái số vô cùng đẹp. Năm 2019 người ta liệt kê ra được một cái số palindrome nguyên tố mà chỉ bao gồm các số 0, 1, 2, 9. Các bạn nhìn thấy hình bên phải nó rất đẹp. Nên chuyên đề số học nó rất hay, nó thấy vẻ đẹp của số học. Thì ta nhận thấy rằng là cái số lượng cái số mà vừa là số palindrome vừa là số nguyên tố ấy, thì nó cũng chỉ có vài số thôi. Với n nhỏ bằng 10 mũ 6 các bạn đếm được nó trên đầu ngón tay ngón chân. Vậy thì các bạn lưu nó vào trong mảng hàng này. Đấy. Sau đó cứ với mỗi thằng đấy ta nhớ nhá, ở đây là ta for each g chạy từ 0 đến 6 bởi vì ở đây ta có 5 phần tử. Vậy về ở đây có bao nhiêu phần tử thì ta sẽ thực hiện for đến cái giá trị đấy trừ đi 1 nhé. Rồi, vậy bây giờ ta sẽ áp dụng cái mô hình của bài toán này. Thậm chí không phải mô hình của bài toán này mà mô hình của các sắc tác. Quên, chưa có code ở đây mà. Đấy. Với mô hình của các cái sắc tác này. Những cái dòng này thì khi code các bạn cũng không nhất thiết phải đưa vào bởi vì cái dữ liệu test của mình cũng chưa đến cái tầm mà đủ để lớn, bởi vì máy chấm của mình yếu mà, lấy đâu ra nhiều test thế. À, kích thước test làm gì đủ lớn thế. Rồi bây giờ ta nhận thấy như sau, với cái code này thì thêm code của tác giả vào phát.
Vậy với cái tư tưởng như thế thì ta nhận thấy rằng với tất cả các bài toán khác, khi phân tích nó thành tổng của các cái số đặc biệt thì trên thực tế ta phải giải quyết bài toán liệt kê tất cả các số đặc biệt đó ra, lưu nó vào một trong một mảng hằng. Đấy, sau đó ta sử dụng cái T sắp tác 4 này để ta thực hiện sinh ra tất cả các tổng có thể tạo ra được từ mảng hằng này. Với các bài toán mà kích thước dữ liệu lớn thì thông thường thì cái số lượng mảng hằng này thì phần tử nó có thể hơi lớn, nhưng theo thầy nghĩ đâu không thể có quá 1 triệu cái tổng có thể sinh ra được. Với có khoảng tầm 10 mũ 6 cái cấu hình đấy mà ta đánh dấu nó thì hoàn toàn có thể đưa ra được. Tuy nhiên ta cũng có vẻ là nên quan ngại một chút về thằng sử dụng map. Về sử dụng thằng map với một các cái giá trị cần đánh dấu mà kích thước quá lớn thì chi phí của nó khá chậm. Do đó cái giải thuật tìm kiếm nhị phân ở lúc này sẽ là phù hợp hơn nhé. Các bạn tìm kiếm nhị phân sẽ là phù hợp hơn. Và trong đó trước đó thì ta nên có thể cài đặt SATA 3, SATA 2, SATA 1. Trong đó SATA 4 là một SATA có thể là tối ưu nhất trong các SATA mà ta nghĩ ra. Nhưng trong khi đi thi code được hay không thì ta lại là câu chuyện khác. Rồi, bây giờ thầy sẽ chuyển sang cái bài toán kế tiếp. Như vậy ở cái bài toán số 3. Ở cái bài toán số 3 này. Bài 36 này thì thầy đề xuất một cái sao tác 4 như trên. Và cách sao tác 4 này nó tốt hơn hẳn so với các sao tác kia. Bởi lẽ thay vì việc sinh cấu hình, dù rằng cái việc mình thêm các nhánh cận rồi, nhưng rõ ràng cấu hình của nó cũng sẽ nhiều hơn so với tất cả những cái khả năng có thể luôn đúng. Và cái trường hợp luôn đúng này cho cái sao tác 4 nó cho ta một cái rất hay. Đó chính là với những bài toán là multiple test, tức là số lượng test nhiều, thì ví dụ như đề bài cho rất nhiều các số nguyên dương n thì việc đưa ra các giá trị của nó chỉ là nằm trong là O1. Trong đó chi phí lớn nhất là chi phí tạo ra cái mảng cấu hình này. Đấy. Do đó độ phức tạp của thuật toán của nó sẽ là O bằng số lượng cấu hình cộng với cái số lượng tổng mà có thể thu được. Mà số lượng tổng thu được thì nó phụ thuộc vào giới hạn của n. Với n nhóm bằng 10 mũ 6 với cái bạn 10 mũ 9 như bài vừa rồi thì nó chỉ có từng đấy cấu hình thôi. Muốn thêm không có mà muốn bớt cũng không có. Chi phí nó sẽ rẻ hơn nhiều các em nhé. Rồi vừa rồi xin cũng cảm ơn cô Nhung đã cứu thầy Thành một bàn thua trông thấy trong lúc thầy cải tiến bài toán cái sắp tác 3. Và các bạn trở về với cái máy giặt các bạn chạy đi. À, cái máy giặt nhà thầy lồng nó bị nghiêng thế à? À không phải lồng nó bị nghiêng mà nó bị cuốn quần áo, thì nó chạy lắc lư nó kêu lục cục, thầy vừa chạy xuống tắt. Rồi như vậy với cái bài số hoàn hảo này thì ta sẽ đưa ra một cái mô hình bài toán rất hay, đó là ta lần lượt thử sinh ra tất cả các cái cấu hình. Với mỗi cấu hình thì ta sẽ thực hiện công việc kiểm tra xem cái phần tử đó có nằm trong cái tập mảng hằng hay không. Nếu có thì ta sẽ điền nó vào, còn nếu không có thì không điền vào. Đấy, chỉ mỗi thế thôi. Và để dễ cài đặt hơn thì ta sẽ áp dụng theo mô hình của bài toán 3, cái sắp tác 3 của cô Nhung nhé. Rất đề xuất rất tường minh và dễ dễ hiểu cho bài toán số 4. À, bài số 36. Cái phần quỹ thời gian còn lại thì thầy trò ta sẽ cố gắng đánh tan ba bài này, bởi vì cũng sẽ đủ thời gian để thầy trò mình làm. Hôm nay thầy trò ta học hơi muộn một tí nhé. Vì tối nay thầy rất rảnh. Hy vọng là mọi người không quá mệt. Khi nay thầy Vũ Huy bảo thầy thầy thử test n bằng 40 xem sao. Thầy nghi ngờ là chắc là bắt đầu ngồi Vũ Huy ngồi xin test hiểm. Bình thường thì các bạn học sinh của thầy cũng thế, rất có thú vui tao nhá. Đó là ngồi thì nghĩ thì thuật toán tối ưu thì có thể chưa nghĩ ra, nhưng mà test hiểm thì có thể nghĩ ra ngay từ đầu.
Rồi, ở cái bài toán tổng số các số Fibonacci thì ta cũng sẽ làm tương tự. Đề bài ta có sẽ khác đi một chút. Bây giờ là tổng của các ta là tổng của các số Fibonacci nguyên tố. Nhớ nha, không phải Fibonacci không nhá, nó phải nguyên tố nữa. Mà nó lại tổng bằng n. Do đó rõ ràng bài toán này là bài toán là ta phải chuẩn bị ở sao ta này. Vì n nhỏ hơn một nên ta sẽ tìm ở các số Fibonacci nguyên tố nhỏ hơn bằng n. Đấy. Và lưu vào cái mảng hằng là mảng C có k phần tử. Đấy. Ta áp dụng theo cái mô hình này cho nó tiện hơn. Khi đó, khi ta thêm nhánh cận và khi gắn A, AI và G với điều kiện là G có xuất hiện ở trong thằng CK. Đấy. Việc G có xuất hiện trong thằng CK thì hiện nay thì ta có hai trường phái để thực hiện. Trường phái thứ nhất đó là ta thử thằng G. Ta tìm kiếm thằng G trong thằng CK. Trường phái thứ hai đó là mang thằng CK, mang thằng CI đi thử vào luôn. Đấy. Ta thử lần lượt các thằng CI vào, nhưng cách đó thầy không thích lắm. Thông thường thầy vẫn hay làm theo cái mô hình này. Thông thường khi cài đặt thầy hay cài đặt theo cái mô hình này. Đó là tìm kiếm nhị phân thằng G trong thằng CK. Đấy. Vậy thì với cái mô hình đấy thì ta sẽ thực hiện chỗ này đây. Ta sẽ cải tiến thằng này. Bây giờ ta sẽ thực hiện tìm kiếm nhị phân thằng G từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ K của mảng C. Đấy, thầy cải tiến chỗ này. Đấy. Và như vậy thì ở đầu chương trình thì thầy sẽ thực hiện phải bổ sung thêm mà khai báo mảng hằng C có bao nhiêu phần tử, ta tự code nhé, sẽ bằng các cái giá trị ở đây ra, liệt kê hết nó ra đây. Trên thực tế số lượng các số Fibonacci nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 9 nó rất ít, do đó ta sẽ giải quyết được cái bài toán này trước đã nhé. Đề bài là hãy liệt kê tất cả các số Fibonacci nguyên tố nhỏ bằng n. Ở bài này trong chuyên đề số học thầy cho mình đã làm rồi, là cho số nguyên dương P liệt kê tất cả các đếm số lượng số Fibonacci và nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng P. Đấy. Và bài này ta đã sử dụng bằng kỹ thuật mà ta có thể tạo ra được mặt hàng này và mọi người sẽ cần phải tạo được nhé. Vậy chỗ này là phần phải tự làm và trong phần code hy vọng là trong ngày hôm nay và ngày mai mọi người sẽ code và được bài này và nộp test lên. Ta khai báo bảng hàng chuẩn bị sang đây. Vậy thì trong thủ tục thử thì ta phân tích lại. Ta thử tất cả các giá trị G như cô Nhung vừa đã bảo và ta sẽ tìm kiếm xem thằng G có xuất hiện trong bảng hàng hay không. Nếu G mà có xuất hiện trong cái bảng hàng đấy thì chứng tỏ rằng cái số mình sẽ điền vào thằng AI nó đã là một số Fibonacci nguyên tố rồi. Thì khi đó ta thu được một cấu hình. Vậy với mỗi cấu hình đấy ta sẽ tăng, nếu muốn xem nó là thằng nào thì ta đưa nó ra, còn muốn tăng thì đến ta đưa nó ra ở đây. Đấy. Và khi đó ta sửa tên file khác, bài này là bài tính tổng Fibonacci nha. Đấy. Và mô hình của bài toán ta nhận thấy mô hình bài toán này hoàn toàn giống như mô hình của bài toán trên. Còn ở bài toán này nếu cũng cài đặt theo thằng sắp tác 4. Đây. Nếu cài theo sắp tác 4. Đấy. Thì mọi người lưu ý khi cài theo sắp tác 4. Đấy, sửa trực tiếp vào đây luôn. Thì ta không phải làm một cái việc gì đó quá quá lớn, mà ta chỉ việc thay đổi có mỗi bảng hàng này thôi. Ta lưu ý chỗ này. Ta không sử dụng thằng này. Mà ta sẽ chuẩn bị
mảng mảng này thầy đặt tên nó là mảng này nhé. Để tí nữa mọi người thêm vào trong code. Ta sẽ chỉ việc chuẩn bị cái mảng này có bao nhiêu phân tử thì ta sẽ tìm được bởi cái bài toán cho số nguyên dương n đếm số lượng số Fibonacci nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n. Vậy thì mình sẽ điền số lượng vào đây. Rồi và sau đó bằng đấy, giá trị bảng hàng thì các bạn liệt kê tất cả các số Fibonacci nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 9 điền vào đây. Đấy. Khi đó ở trong chương trình của mình cái chỗ này bạn thay cái chữ này bằng cái thằng này là được. Đấy. Vậy thế thôi. Là làm theo setup 4. Làm theo setup như này thì quá hay. Vậy thì cái mấu chốt của cái bài toán này hôm nay thầy đưa ra cho ta sẽ thấy rằng là đây là ta đang làm bài toán tiền thân của cái bài toán này. Cái bài toán mà các số này được phép sử dụng nhiều lần. Thì tuy nhiên để giải quyết được cái bài toán này trước đã, bởi vì nếu ta chưa giải quyết được cái bài toán khác nhau đôi một thì ta sẽ chưa thể giải quyết được cái bài toán mà nó có nhiều phần tử. Vậy thì vừa rồi ta đã cái bit nó hoạt động như thế nào, ta có hẳn một cái chuyên đề về nó Minh Chu nhé. Ở phần tới ta sẽ có hẳn một chuyên đề về xử lý bit. Thực tế cái chuyên đề đấy thì nó tích hợp trong phần khi mà thầy dạy phần đồ thị nâng cao. Ở trong cái chuyên đề của mình thì ta có một số các cái phép toán xử lý bit cơ bản, vừa các phép lấy bit thứ bao nhiêu vân vân. Đấy. Trong đó ta sử dụng các cái phép toán trên bit. Ở các phép toán trên bit thì hiện nay thì các bạn có thể vào đây có một trang cái trang mà sử dụng để tra cứu rất hay, đó là trang KC97 Blair. Cái trang này của anh Nguyễn Tiến Trung Kiên, anh đã đạt huy chương quốc tế bộ môn tin học của Việt Nam mình. Các bạn là các tìm hiểu xử lý bit. Đây thì ở trong đây đâu nhỉ? Các phép toán xử lý bit đây là trên ấy rồi. Kỹ thuật xử lý bit thôi xem trên YouTube vậy. Chữ này để trên link. Thôi tóm lại các bạn vào trên trang KC97 Blair của anh Nguyễn Tiến Trung Kiên, thầy gửi lại cái trang này ở trên nhóm. Ở trên này là cái trang mà anh chia sẻ tâm huyết, rất tâm huyết cái bài làm về các cái thuật toán, các cái chủ đề cơ bản ở đây thì sẽ giúp cho các em có được cái nguồn code chuẩn hay, cài đặt rất hay và có những code mẫu mà ở đó ta sẽ xem một cách tường minh nhất, dễ hiểu nhất và ta có thể làm được KC97 Blair nhé. Đấy. Thầy vẫn thông thường khi tìm hiểu một thuật toán nào đó hoặc là một cái code nào đó để áp dụng cho một bài toán, thầy thường xem tham khảo code của anh này, bởi vì anh này code rất kiểu Việt Nam nên đọc dễ hiểu. Rồi như vậy thì qua cái bài toán này thì ta đã giải quyết được cái bài toán thứ hai là bài toán tổng các số Fibonacci nguyên tố đôi một khác nhau nhé. Đó, đối với cái sắp tác 4. Bài toán kế tiếp của ta là bài toán đếm số palindrome nguyên tố. Thì bài này áp dụng y nguyên bài toán tương tự bài toán trên. Đối với bài số 37 ta cũng làm tương tự. Tất nhiên ngoài đó, ngoài làm theo cách này ta vẫn làm setup 1 và setup 2 bình thường nhé. Thay tên file ở đây palindrome để thầy sửa ở đây là bài palindrome ta áp dụng tương tự, ta không ngờ thằng này đã ta chuẩn bị sẵn tất cả các mảng là vừa là số nguyên tố vừa là số đối xứng. Các bạn liệt kê ra nó không nhiều đâu, với 10 mũ 6 số lượng vừa là số nguyên tố vừa là số đối xứng rất ít, mà đây là những số vô cùng đẹp trong toán học, nó là số vô cùng đẹp. Vậy thì ta sẽ tổ chức đặt tên nó đây, tổ chức cái mảng lưu tất cả các số này. Vậy thì ta chuẩn bị cái mảng này thì làm sao ta chuẩn bị được? Để chuẩn bị được cái mảng này ta sẽ trả lời cho bài toán liệt kê tất cả các số vừa là số nguyên tố vừa là số đối xứng nhỏ hơn hoặc bằng n, với n nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 6. Đề bài ở ta đây là 10 mũ 6 nhá. Nên vì n nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 6 nên các số vừa là số
Palindrome. Palindrome nguyên tố nhỏ bằng n, nó có ít lắm. Do đó ta lưu nó vào trong bảng này và lưu vào bảng hằng. Đấy, khi đó nếu với một cái thằng Z ta định gắn vào thì ta vào bảng C, bảng A ấy, thì ta phải tìm kiếm xem thằng Z này có xuất hiện trong cái mảng này hay không. Nếu nó có xuất hiện thì ta mới gắn nó vào. Ta nghĩ hơi thủ công như thế thôi, nhưng mà do cái phần tử này nó không nhiều lắm đâu, nên cái việc tìm kiếm gần như độ phức tạp của nó chỉ là ô lốc. Ô lốc của một hằng số gần như nó tương đương với khoảng tầm gần bằng một. Đấy, nó gần bằng một thì hơi điêu, nhưng chi phí của nó rất thấp. Với việc đó thì ta nhận thấy cái việc gắn các cái giá trị để thử với n nhỏ bằng 10 mũ 6 thì ta thấy rằng chi phí của nó hoàn toàn có thể chạy được trong độ phức tạp là chạy đến 10 mũ 6 thôi. Với trường hợp thằng này bằng 0 thì di chạy từ 1 đến 10 mũ 6 thì ta thấy hoàn toàn có thể chạy được. Thủ tục xử lý của mình chỉ tăng z, nó chỉ là O1, nên với bài toán này ta làm hoàn toàn được với n bằng 10 mũ 6. Khi cải tiến nó thành cái bài toán theo sắp tác 4 thì ta nhận thấy rằng ta cũng chuẩn bị sẵn một cái mảng này. Lưu các số Fibonacci nguyên tố, à xin lỗi, các số nguyên tố đối xứng. Ta lưu nó vào đây. Và phần và nhỏ bằng 10 mũ 6, ta lưu nó vào đây, và số lượng thì ta lưu vào đây nhé. Và khi đó trong quá trình sửa thì ta lưu nhá, lưu ý chỗ này, ta phải sửa lại chỗ này. Nó không phải là 6 nữa. Bởi vì cái bài này nó là 6, nhưng với bài toán khác nó sẽ là khác. Ta sửa số lượng ở đây nhé. Nhớ đừng để for thứ 6 là toang ngay. Bởi vì mảng C này có bao nhiêu cấu hình thì mình for cho tới cấu hình đấy chứ một. Đấy. Thì bởi vì khi khai báo bảng hằng thì ký tự đợi hàn nó các phần tử được đánh số thứ tự từ 0 cho tới n trừ 1 mà. Nên bạn đây là di nhỏ cơ cái số đây là for cho tới k, đấy, nhỏ cơ k tức là cho tới k trừ 1. Ở bài bên trên thầy đánh dấu lại để tránh mọi người phang ngay cái code này vào tới khâu 6 đây, bảo thầy ơi thầy hướng dẫn tại sao em code nó lại sai. Chẳng qua thầy thử các em thôi. Chỗ này ta thử lại nhá. Chỗ này ta thay bởi cái giá trị là số lượng mảng hằng ở đây. Đấy. Như vậy thì qua bài số 35, 36 và bài 37, chúng ta đã giải quyết được cái bài lớp bài toán rất hay và vô cùng khó. Ở cái bài toán này nếu nó rơi vào cái đề mức độ câu 2 cấp tỉnh thì nó sẽ kể ra thì nó cũng hơi hơi quá. Nhưng nếu nó rơi vào câu 3 thì nó là vừa sức với một cái đề mức độ câu 3. Tức là khi các bạn cốt câu 3 này bởi sắp tác 4 thì các em hoàn toàn xứng đáng có giải 3 cấp tỉnh. Hoặc là nếu may mắn các em đạt được giải nhì cấp tỉnh. Còn với một cái câu đồ thị thì thông thường câu đồ thị thì thí sinh đi thi luôn làm được. Bởi vì nó là đồ thị nó khá dễ. Đồ thị nó không lằng ngoằng giống như thế này. Với các đồ thị ở mức độ thi cấp tỉnh nó không thể khó được. Nhưng với các chuyên đề quy hành động và số học đề thi cấp tỉnh thì để đạt full điểm của nó thì các bạn nhận thấy rằng ta phải cốt giống như cái bài toán bài 35 ấy. Ta cốt sắp tác 1, sắp tác 2, sắp tác 3 trong chương trình các bạn IFEL 1001 cái để cho nó chạy hết cả bốn sắp tác này. Đấy. Và qua cái hy vọng cái chia sẻ qua cái bài toán này thì thầy cũng hy vọng là các bạn sẽ có được một cái phương pháp làm bài tập mới. Đó là cái phương pháp phân tích số để giải quyết bài toán này. Trong đó ở đây ta phía dưới này thầy mới bắt đề xuất ba cái bài toán mới. 38, 39, 40 sẽ là ba cái bài toán quy hành động thực sự. Và ta sẽ cập nhật lời giải tới cho các em ở trong cái buổi học tới. Trong buổi học tới ta sẽ bắt đầu sang buổi nội dung về đồ thị luôn. Quay đó thầy sẽ chia sẻ luôn cái phương pháp quy động cho các bài toán này. Thôi hôm nay ôi từ từ con, thầy đang ngồi này, thằng mắt con nó đấm lưng cho thầy bằng cái máy đấm lưng. Thôi hôm nay ta sẽ nghỉ tại đây nhá. Xin chào cô Lưu, cô Nhung và chào tất cả các bạn. Các bạn hãy làm bài này và nộp bài lên trên server nhé. Trên server đã có test của các bài này rồi. Và các bạn nhớ nộp test nữa. Mỗi bạn là tối thiểu nộp 2 test. Các bạn tích cực nào, xong mình đánh cho lưng mà con. Con sữa đi, con sữa đây. Rồi thì chào các bạn nhé, chào cả nhà. Chúc cả nhà làm bài tốt. Xin chào cả nhà. Ở đây.